Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên Youtube, tên Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1185, bộ truyện Võ luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện, thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến bạn Lương Quang Cường và một bạn thính giả nữa không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin chào bạn Đức Nguyễn Lê, chào bạn Vivian. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn, chào bạn Nguyễn Hoàng Phương. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Mời các bạn cùng theo dõi Võ luyện điên phong, tập 1185, chương 5518 trên phù lục tiền tuyến huyền minh vực âu dương liệt đột ngột hiện thân hắn chật vật đến cực điểm toàn thân đầy vết máu khí tức cũng cực kỳ hỗn loạn liên tiếp đại chiến với vực chủ tiên thiên hao tổn sạch lực lượng của hắn ý thức hỗn loạn tùy thời đều có thể mê man thường thế như vậy không có một năm nửa năm đừng hòng khôi phục lại trở về từ cõi chết đáng được ăn mừng nhưng hắn lại không biết tại sao mình còn sống, lại còn xuất hiện ở đây. Hồi tưởng lại giọng nói quen thuộc, trong lòng ẩn ẩn có phỏng đoán. Miệng cưỡng lên tinh thần, nhìn ra xa. Nhìn một chút, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đang chiến với tiên thiên vượt chủ đánh lén hắn. Quả nhiên là tử tử này, Âu Dương Liệt giật mình. Vừa rồi hắn đã có tâm lý thân vẫn đạo tiêu. Nhưng nguy cơ sinh tử trước mắt chỗ không gian bản thân là bị bóp méo. Hắn rõ ràng cảm thấy mình phản vất tiến nhập vào một không gian khác. Chính là như vậy mới có thể giữ được tính mạng. Không gian thần thông. Cũng chỉ có tiểu tử này mới có thể làm được chuyện như thế. Tới tốt. Âu Dương Liệt thở vào một hơi, đặt mông ngồi xuống dưới đất. Rốt cuộc không chịu nổi, khi thế cấp tốc trượt xuống. Nhìn qua chiến trường kia, Vị vật chủ tiên thiên kia bị dung khai công sát mà vướng trái vướng phải. Âu Dương Liệt bỗng nổi lên cảm giác cổ quái. Cứ lúc nào tử tử này hiện thân đều có thể khiến cho người ta cảm thấy an tâm như vậy. Phản phất con hắn, trận chiến này nhất định sẽ không thua. Thất thần cười một tiếng, lão giả nghĩ rằng đám lão già mình thật là phế vật. Tu hành nhiều năm, kết quả còn phải trông cậy vào hậu sinh bản bối tính cả lần tại bất hồi quan mình đã được hắn cứu hai lần sự tôn uống thuốc bên người bỗng nhiên truyền một thanh âm âu dương liệt quay đầu nhìn chỉ thấy đồ đệ bảo bối bò đến bên cạnh mình trên tay giơ cao bình ngọc trong bình là linh đan chữa thương có giá trị không nhỏ cung liễm cũng chịu thương rất nặng giữa eo có một đạo vết thương to lớn gần như chém hắn thành hai nửa nếu không phải thường thế thảm trọng như vậy hắn sẽ không lui về cúi đầu nhìn tên đồ đệ chật vật lại nhìn nhìn dương khai uy phong âu dương liệt thở dài một tiếng thật phế tên đồ đệ này thiên tư tài tình đều cực kỳ xuất chúng bằng không cũng không được lọt vào pháp nhãn của hắn thu làm môn hạ dụng tâm vuông trồng nhiều năm bây giờ đã là thất phẩm khai thiên xác thực cao minh nhưng mà so với Dương Khai thì lại coi là gì? Sau năm đó Bình làm lại không nghĩ tới việc thu Dương Khai và môn hạ chứ? Cung liễm hảo tâm bò đến đưa thuốc cho sư tôn. Vốn cho rằng là một tiết mục sư đồ quấn quýt Là không ngờ sư tôn cho lời bình như vậy. Lúc này ủy khuất. Sư tôn ạ, à, tốc độ tu hành của đệ tử cũng rất nhanh mà. 200 năm tấn thăng đế tôn, lại 100 năm cô động đạo ấn, 100 năm nữa tấn thăng luật phẩm khai thiên. Không đến một 000 năm sau đã là thất phẩm. Tính toán đầu ra đấy, hắn tu hành cho tới nay mới 1.500 năm mà thôi. Cái tuổi này đã là thất phẩm khai thiên. Phóng nhãn toàn bộ ba 000 thế giới cũng không tìm ra được bao nhiêu người. Nhưng hôm nay đến bên miệng sư tôn lại chỉ là thật phế. Cung liễm cảm thấy rất đau lòng. Ai, à, thôi. Dù sao không phải mỗi người đều yêu nghiệt như tiểu tử kia không nên cưỡng cầu ngươi. Âu Dương Liệt lại thở dài, lúc này mới tiếp nhận Linh Đan. Cung liễm cố mỉm cười, càng cảm thấy đau lòng. Ngay vào lúc này trong chiến trường lại truyền đến động tỉnh, một vị tiên thiên vật chủ vẫn lạc. Âu Dương Liệt dương mắt lên nhìn, kích động hô to. Làm rất tốt! Không ngoài sở liệu chính là Dương Khai giết vật chủ đã đánh lén hắn từ khi Dương Khai hiện thân đến bây giờ, trước sau là 30 hơi thở mà thôi. 30 hơi, hai vị tiên thiên vực chủ cường đại bị chặt đầu. Sự tôn, người xem kìa. Cung liễm lại phát hiện ra dị thường khác chỉ tay. Âu Dương Liệt chỉ thấy đằng sau đại quân mặt tộc bỗng trở nên rối loạn không gì sánh được. Dưới nồng đậm mặt chi lực, từng vòng đại nhật từng đạo loan nguyệt liên tiếp bay lên không. Quang mang ẩn chiếu, vô số sinh linh lạ kỳ, sát tướng từ hậu phương đại quân mặt tộc, phân rã đội hình của mặt tộc. Tiểu thạch tộc Âu Dương Liệt hai mắt tỏa sáng, rất nhanh minh bạch. Đây là Dương Khai mang tới. Trong tay Dương Khai có đại lượng tiểu thạch tộc, cường giả nhân tộc biết. Bởi bây giờ trên các chiến trường đều có thân ảnh tiểu thạch tộc những tiểu thạch tộc này đều là được Dương Khai đưa tặng. Huyền Minh Vực cũng có số lượng không nhiều. Đánh nhiều năm như vậy, tiểu thạch tộc đã tử thương không ít. Nửa năm trước, Tổng Phủ Ti từng có thống kê. Tiểu thạch tộc được Dương Khai xuất ra ước chừng có 30 triệu. Hiện nay chỉ còn có 13 triệu thôi. Mấy chục năm, 17 triệu chiến tổn. Số này cực kỳ khủng bố. Nếu nhân tộc xuất hiện chiến tổn khổng lồ như vậy, sớm đã bị giết đến hậu tuyệt. Huyền Minh Vực cũng có một triệu tiểu thạch tộc, thêm mấy triệu nhân tộc, tổng cộng là 2 triệu binh lực. Bằng không, chỉ bằng vào 30 vạn người, chưa hẳn là có thể giữ vững được chiến tuyến. Lúc này hậu phương đại quân mặt tộc xuất hiện đại nhật Lan Nguyệt, khó mà tính toán bay lên không, nở rộ quang mang chiếu sáng gần phân nửa huyền minh vực. Đây là bao nhiêu tiểu thạch tộc? Mấy triệu, hơn ngàn vạn sao? Âu Dương Liệt không rõ, hắn chỉ biết mặt tộc phiền phức lớn rồi. Theo ta giết địch! Âu Dương Liệt bỗng nhiệt huyết sôi trào, vương người đứng dậy, máu tươi nơi vết thương lập tức mãnh liệt tuôn trào. Cung liễm nhìn mà giật mình. Sự tồn à, chưa có xúc động. Bây giờ người bị trọng thương, thực lực mười không còn một. Nào chịu được dây vò? Hay là tranh thủ thời gian chữa thương đi? Âu Dương Liệt vỗ đầu hắn bớt nhiều lời lão tử như thế nào lão tử tự rõ ràng không giết được vật chủ thì giết lãnh chúa không có vấn đề nhanh nói rồi bay vút lên không cung liễm im lặng thấy sư tôn đều lên chỉ có thể gồng lên đuổi theo hậu phương bỗng nhiên bị tiểu thạch tộc tập kích trên chiến trường khi tức hai vị tiên thiên vật chủ tàn lụi tất cả biên cố đều phát sinh sau khi đạo kim quan kỳ giết vào chiến trường mặt tộc đâu còn không biết có một vị cường giả đứng đầu nhân tộc, giết vật chủ như giết gà giết chó tới đây. Cái này khiến rất nhiều mặt tộc vật chủ vừa sợ vừa giận. Lần này hơn 10 vị vật chủ bỗng nhiên giết ra, mặt tộc dự tính triệt để công chiếm huyền minh vực. Mắt thấy đại thế sắp thành, lại không ngờ thời khắc mấu chốt lại xảy ra biến cố. Các vật chủ làm sao có thể tiếp nhận được? Từng đạo thần niệm cường đại giao lưu, các vật chủ nhất thời không biết là nên tạm thời rút lui hay là tiếp tục công sát. Còn chưa thương thảo ra đối sách, lại một khí tức vực chủ chợt biến mất. Nhìn theo phương hướng khí tức kỳ biến mất, chính thấy một bác phẩm nhân tộc ngạo nghễ giữa trời, bể nghệ tứ phương. Vị vực chủ thứ ba bị giết. Các vực chủ nào còn dám do dự gì? E sợ đứa xui xẻo kế tiếp chính là mình. Nhào nhào thét dài, vừa đánh vừa lui. Được bọn hắn truyền tin tức, đại quân mặt tộc cũng bắt đầu triệt thoái thời cơ như vậy các tướng sĩ thân kinh bách chiến sao có thể không nhìn ra không cần các bác phẩm hiệu lệnh đã nhào nhào bám đuổi truy sát nhất thời đại quân mặt tộc lâm vào cùng nhân tộc và tiểu thạch tộc hai bên giáp công dương khai cũng xuyên qua chiến trường trường thương lướt qua mặt tộc tử thương không ngừng hắn không muốn tiếp tục đi tìm giết vượt chủ không phải là không muốn mà là làm không nổi trong thời gian ngắn liên tiếp vận dụng ba lần xá hồn thứ đã là cực hạn của hắn rồi lúc này thần hồn xé rách thống khổ không chịu nổi nếu tiếp tục thôi động xá hồn thứ chắc chắn sẽ mất đi ý thức mà không sử dụng xá hồn thứ lấy trạng thái bây giờ của hắn buông giết một vị vật chủ tiên thiên là quá khó nếu như vậy không bằng giết thêm chút mặt tộc tiền hậu giáp kích đại quân mặt tộc tổn thất nặng nề thế cuộc tràn ngập nguy hiểm của nhân tộc lập tức nghịch chuyển thiên địa vĩ lực giao thoa tung hoành từng đạo thần thông bí thuật nở rộ trận chiến này nhân tộc thắng bây giờ chỉ là vấn đề chém địch bao nhiêu đại thế đã định tất cả bác phẩm đều may mắn không thôi nửa canh giờ trước nhân tộc bại đã thành kết cục chắc chắn trước đây bọn hắn thậm chí nghĩ đến việc từ bỏ tất cả tiểu thạch tộc để đoạn hậu bảo lãnh chủ lực của nhân tộc rút lui. Mà hết thảy này đều bởi vì một người mà cải biến. Thấm thoát, đại quân nhân tộc cùng tiểu thành tộc tụ hợp, truy sát ức vạn dặm, trên đường đánh cho mặt tộc tơi bời. Một đoạn thời khắc, Dương Khai bỗng quay đầu, hình như có khí tức quen thuộc. Hắn vội vàng lướt qua hư không, dây lát, hiện thân trên một chiếc chiến hạm. Nhìn quanh, từng khuôn mặt quen thuộc khắc sâu vào tầm mắt hoặc kiều mị, hoặc lạnh diễm, hoặc đoan trang. Hắn đột ngột xuất hiện, đám người trên chiến hạm cũng giật mình. Sau khi thấy rõ mặt mũi hắn, mọi người mới yên lòng. Dương Khai cười ấm áp, thần sắc ôn nhu. Chương 5519 Vợ giả trên chiến hạm này thuần một sắc nữ tử, không có thân nam nhi nào mà lại phần lớn đều là người bên gối của Dương Khai. Vừa rồi hắn phát giác lực lượng của các nàng liền vội vàng chạy đến. Nhớ nhung hóa thành thủy triều cuồn cuộn, giờ khắc này hắn có nhiều chuyện muốn nói. Nhưng mà thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng, rốt cuộc chỉ hóa thành một câu. Ta đã trở về. Đúng vậy, trở về. Năm đó rời đi từ hắc vực, đến nay đã có gần ngàn năm rốt cuộc quay về mặc dù không phải lấy Khải Hoàng chi tư trở về. Có tiếc nuối nhưng cuối cùng vẫn là trở về. Những ngày chinh chiến, vô số lần hắn mặc sức tưởng tượng cảnh tượng như vậy. Ngày hôm nay, rốt cuộc đã được như nguyện. Ngọc Như Mộng kích động lao tới, Dương Khai gian ra hai tay, đợi nàng đổ vào trong ngực mình. Ngọc Như Mộng lại lướt qua Dương Khai, một đào thần thông xa xa đánh ra, đánh mặt tộc đang trốn chạy chật vật không chịu nổi bây giờ ngọc Dưa mộng cũng có tu vi thất phẩm khai thiền bớt nói nhiều lời giết địch quan trọng hơn dương khai cứng đờ người chết lặng biểu lộ xấu hổ không đúng à phụ quân ta ngàn năm chưa về bây giờ quay về các người không phải là nên vui đến phát khóc nhào vào trong lồng ngực rộng lớn hưởng thụ vuốt ve an ủi triều mến của ta sao vậy mà làm như không thấy chuyện gì thế này đối diện Tô Nhan và Cơ dao giật mình tại chỗ, hốc mắt bỗng đỏ lên. Các nàng còn chưa mở miệng nói gì, Ngọc Như Mộng đã hô. Tô Nhan, Giao Nhi, A à La, theo ta kết trận. Nguyệt Nhi, Hoa Thượng, Uyển Nhi, Tình Nhi, kết một trận khác. Những người còn lại, cẩn thận phối hợp tác chiến. Chư nữ nghe thần sắc nghiêm nghị, lập tức phi thân lên. Trong giây lát, tám nữ nhân kết thành hai đại trận, xông ra khỏi chiến hạm. Trận thế mà các nàng kết là tứ tượng trận đơn giản nhất. Loại thế trận này cực kỳ phổ thông trên mặt chi chiến trường. Dương Khai đã từng kết trận này cùng mấy thất phẩm thần hy. Trận thế mặc dù đơn giản là có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Trên chiến hạm, tổng cộng có 10 người, đi 8. Bây giờ còn có 2 người thôi. Bài kiến tông chủ Trong hai người còn lại, Loan Bạch Phượng nhẹ nhàng thi lễ, dương khai khẽ gật đầu bày ra uy nghiêm của bậc tông chủ giơ tay lên nói miễn lễ vẫn là thuộc hạ đáng tin cậy hơn các phu nhân là muốn tạo phản rồi dương khai có thể hiểu mình rời xa các nàng gần ngàn năm trong lòng ai còn không có chút oán khí dù sao đều là nữ nhân mà thiếu gia nguyệt hà nhẹ nhàng hô thanh âm ngày ngào Dương Khai tiến lên, vuốt vuốt đầu nàng, lại cười nói. Không tệ nha, đã là thất phẩm rồi. Những năm này tu hành rất tốt. Chẳng những Nguyệt Hà là thất phẩm, mười nữ nhân trên chiếc chiến hạm này thuần một sắc đều là thất phẩm khai thiên. Nguyệt Hà, Loan Bạch Phượng năm đó đã là luật phẩm chia cảnh. Những năm Dương Khai không có đây, vô luận hư không địa hay lăng tiêu cung đều không thiếu tài nguyên tu hành cho hai người. Các vị phu nhân cũng đều là thẳng tấn luật phẩm, các nàng hoặc là xuất thân từ động thiên phúc địa, có núi dựa cường đại, hoặc là đã bái sư những bác phẩm thần quân, vật tư không thiếu khuyết, tù vi tự nhiên là tinh tiến cấp tốc. Đội ngũ 10 người này đều là người một nhà. Rõ ràng là có người cố ý sắp xếp. Không có đội ngũ nào có phối trí như vậy, 10 vị thất phẩm cùng liên thủ chính là vượt chủ cũng có thể đánh một phen. Đây có lẽ chính là nguyên nhân chư nữ chưa từng xuất hiện tổn thương. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác, chính là chiếc chiến hạm này, điểm này Dương Khai đã nhận ra. Nước mắt Nguyệt Hà theo gò má chảy xuống cứ như vậy yên lặng nhìn Dương Khai, trong tiếng khóc mang theo nụ cười. Giết! Phía trước chiến hạm, Ngọc Như Mộng liên tục quát chói tay, xuất thủ không chút lưu tình, sát khí tràn ngập, những mặt tộc kia bị giết đến sợ hãi. Xuống nam nhân, Lúc này rồi vẫn không quên phong hoa tuyết nguyệt Thật sự không biết chữ chết Viết như nào sao Dương Khai là cuối người hành lễ Lão đại nhân Những năm này vất vả Đa tạ lão đại nhân trong non Chiến hạm rung rẩy Thanh âm già nua truyền đến Mang theo chút giọng điệu trêu chọc Lão phu không khổ cực Ngược lại là người Vất vả rồi Chiếc chiến hạm này không phải là chiến hạm chân chính, mà là bi hí phân thân cải tạo thành. Bản thân bi hí tinh thông phòng ngữ nhất, có phân thân cải tạo thành chiến hạm che chở. Bọn người ngọc như mộng muốn xảy ra chuyện cũng là khó khăn. Mười vị thất phẩm lại thêm, lại thêm một bộ phân thân bí hí. Phụ trí như này đủ để tung hoành trên chiến trường. Điều kiện tiên quyết là không chủ động trêu chọc những tiên thiên vật chủ vật này không biết do người nào chủ sự, xác suất lớn là người quen, cho nên mới an trí thân quyến của hắn như vậy. Nhân tình này Dung Khai nhớ kỹ. Xoay người Dung Khai nói. Nhàn sự để sau, thỉnh lão đại nhân lượt trận cho. giúp lời hắn xông ra. Hắn không tận lực đi giúp đám người ngọc như mộng giết địch. Chỉ một người một thương thẳng tiến không lùi. Thương ảnh bao trùm, mặt tộc trốn chạy như giấy mỏng không chịu nổi một kích chợt co cá lọt lưới đều bị bọn người ngọc như mộng theo sát sau nhẹ nhàng giải quyết tất cả đều bám đuôi truy sát toàn bộ chiến trường đều hóa thành luyện ngục thẳng đến một đoạn thời khắc nơi nào đó trên chiến trường truyền đến một tiếng thét dài thành âm liền miên bất tuyệt thu binh đừng tiếng quát chói tai từ các nơi chiến trường truyền đến đại quân nhân tộc lúc này mới dừng không có khả năng tiếp tục đuổi theo nếu tiếp tục đuổi nhân tộc sẽ phải tiếp nhận tổn thất không nhỏ trận chiến này đã đánh cho mặt tộc Huyền Minh vực tàn phế chính quả to lớn không có khả năng duy nhất một lần giải quyết toàn bộ mặt tộc ép mặt tộc liều chết phản kháng dân tộc sẽ càng không dễ chịu bây giờ thu binh là kết quả tốt nhất mấy người ngọc như mộng trở về từng người thở hồng hộc đổ mồ hôi không ít người có vết máu trên thân hiển nhiên là bị thương trên chiến trường hỗn loạn, không ai có thể bảo chứng mình lông tóc không tổn hao. Dương khai đầu tiên là thôi động Thái Dương Thái Âm Ký thu nạp tiểu thạch tộc, xong mới quay trở về chiến hạm, lại không ai để ý hắn. Nguyệt Hà muốn chạy tới trò chuyện là bị Ngọc Như Mộng cố ý tách rời ra. À, ai da buồn bất hạnh. Dương Khai thầm thở dài, nhìn qua chư nữ đều đang ngồi xếp bằng. Có vẻ không ai muốn quan tâm mình, không khỏi nhớ đến tiểu sư tỷ. Nếu tiểu sư tỷ ở đây, nhất định sẽ không để cho mình cô đơn chiếc bóng. Theo đại quân quay về, có vài vị bác phẩm lướt qua bên cạnh, chỉ khẽ gật đầu với Dương Khai, không kỹ đến quấy rầy. Bọn họ hiển nhiên biết về chúng nữ nhân trên chiến hạm này. Bây giờ Dương Khai mới về, khẳng định có rất nhiều điều muốn nói với các phu nhân. Bọn hắn sao có thể không thức thời mà đến quấy rầy có điều bầu không khí trên chiếc chiến hạm có vẻ như không đúng tuy không có tranh đấu giết chóc nhưng lại tràn ngập cảm giác tu la tràn khiến cho người ta không rét mà rung âm thầm sợ hãi tháng phục diễm phúc thật là không cạn nhà trong nhà nhiều phu nhân như vậy tất cả đều là thượng phẩm khai thiên thật sự là tiện sát người ta bị hí cười nhẹ loan bạch phượng cùng ở một bên xem trái xem phải Mọi người đều chữ thương, Dương Khai biểu lộ ngượng ngùng, chỉ có thể khoanh chân ngồi, lấy một nắm linh đan để vào miệng. Như giả thú bị thương, yên lặng liếm láp lấy miệng vết thương, hình dung thê lương. Nguyệt Hà nhìn mà đau lòng, mà nàng còn chưa kịp động đậy gì, Ngọc Như Mộng đã mở mắt trừng mắt nhìn nàng. Nguyệt Hà thở dài một tiếng, mặc dù đau lòng cho thiếu gia, nhưng mà Mộng Phu Nhân cố ý muốn cho thiếu gia một bài học, loại gia sự này nàng không có tiện can thiệp. Mà rất nhiều thiếu phu nhân đều coi như mộng phu nhân như thiên lôi, sai đầu đánh đó. Như mộng phu nhân có quyết nghị, những người khác sẽ phối hợp. Nhưng mà nghĩ lại, để thiếu gia nhớ lâu mới tốt, miễn cho hắn luôn chạy tới chạy lui. Mấy năm đầu thì còn tốt, đi ra ngoài mười mấy hai mươi năm, thời gian không tính là quá lâu. Mà lại đều là trong phạm vi ba ngàn thế giới, Lần này đi, đi tận ngàn năm, còn chuyên môn chạy tới chỗ nguy hiểm. Trong hư không, có người đang dọn dẹp chiến trường, thu thập thi cốt của những tướng sĩ chiến tử. Trong im ắng lại có bi thương đang tràn ngập. Dương Khai một bên chữ thương, một bên thông qua bi hí tìm hiểu tình huống của nhân tộc. Sau trận chiến tại Đại Cấm Sơ Thiên mấy trăm năm nay, hắn một mực chạy ngược chạy xuôi, không có an ổn ngay cả đại chiến bất hồi quan và không chi vực đều không thể tham dự. Bây giờ trở về tất nhiên phải nắm giữ thời cuộc. Bị hí tất nhiên biết gì nói nấy. Một phen nói chuyện, Dương Khai mới cơ bản hiểu rõ. Năm đó lưỡng giới thông đạo bị mặt tộc đánh xuyên qua. Nhân tộc bắt đầu cuộc đại di dời. Mục tiêu chính là tinh giới, lăng tiêu vực. Chương 5520 Những chuyện này Dương Khai cũng biết. Thôn hải vực bên kia là do hắn xuất thủ tương trợ mới có thể thoát khỏi mặt tộc, là được hắn đưa tặng cho một ít tiểu thạch tộc an ổn rút lui. Khi Dương Khai luyện hóa hơn 2.000 tòa càng khôn, chuyện tương tự hắn đã làm qua không ít. Dù sao số lượng tiểu thạch tộc mà hắn đưa tặng cũng đã mấy ngàn vạn, như vậy cũng có thể nghĩ được hắn đã gặp bao nhiêu thế lực đang rút lui đại đa số vỏ giả trong các đại vực đều đã rút lui, bảo toàn lực lượng. Thì thoảng sẽ có một số ở nửa đường bị đại quân mặt tộc chặn đánh nên bị tổn thất, thậm chí có một số còn toàn quân bị diệt. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Mặt tộc xâm lấn toàn bộ 3.000 thế giới, người có thể tự vệ trong các đại vực, dù sao cũng không nhiều. Nếu những vỏ giả kia gặp đại quân mặt tộc, căn bản khó mà chống lại. Tình giới là hy vọng trong tương lai của nhân tộc, là cái nôi của khai thiên cảnh. Đây cũng là phương án ưu tiên khi cao tầng nhân tộc quyết định rút lui di tản. Bằng không trong 3.000 thế giới có nhiều đại vực như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác lại muốn đi lăng tiêu vực tại tình giới? Bất quá muốn di tản nhiều thế lực đến đây như vậy, cũng không thể để cho tất cả đều ở trong lăng tiêu vực. Hơn nữa, số lượng càng khôn thế giới trong lăng tiêu vực có thể dùng để sinh sống cũng không có nhiều. Đương nhiên, đại vực mới bên kia cũng có thể làm dịu một chút áp lực. Đại vực mới kia nằm ở gần lăng tư vực, nhưng môi trường sống so với lăng tiêu vực lại tốt hơn rất nhiều. Vô luận là hoàn cảnh tu hành hay số lượng càng khôn thế giới có thể dùng để sinh sống đều nhiều hơn lăng tư vực không ít. Chỉ là cửa ra vào nơi đó đều nằm trong tay của lăng tư vực còn bị Dung Khai năm xưa hạ cấm chế. Chỉ có nắm giữ ngọc giác do hắn đặc biệt luyện chế mới có thể mở ra cửa ra vào, an toàn tiến vào đại vực mới. Cho nên, chỉ cần lăng tư vực không mất, đại vực mới cũng sẽ không bị mặt tộc xâm lấn. Thứ hai, dân tộc cũng không cam tâm, cứ như vậy từ bỏ phản kháng. Nếu từ bỏ phản kháng, mặt tộc chỉ cần nhầm vào lăng tư vực liền có thể, kể từ đó dân tộc cũng sẽ rơi vào thế bị động. Sau khi đông đảo cao tầng dân tộc Thương Thảo đã đưa ra quyết định, trước mắt dân tộc sẽ triệu tập đông đảo khai thiên cảnh, lấy các lộ tàn quân lúc trước ở mặt chi chiến trường làm dàn khung, tạo dựng ra mười mấy lộ đại quân, lấy lăng tiêu vực làm trung tâm, trấn thủ những đại vực này. Huyền Minh Vực chính là một chiến trường trong đó, ngoài ra còn có Thiên Lan Vực và Sông Cực Vực. Tuy bây giờ huyền minh vực trên danh nghĩa có mấy triệu đại quân nhân tộc, nhưng trên thực tế, sau khi trải qua nhiều năm chinh chiến, đã không còn ở con số này. Nếu tính thêm số lượng tiểu thạch tộc còn sót lại, thì coi như tạm đủ. Mấy chục năm qua, vô luận là huyền minh vực hay các đại vực khác, tất cả đều chinh chiến liên miên. Mặc dù trả không ít đại giới, nhưng tất cả lực lượng của nhân tộc trên cơ bản đều tụ tập tại bên trong mười mấy đại vực cũng có thể miễn cưỡng cam đoan chiến tuyến không mất. Nhưng theo tình hình trước mắt, tình huống lại càng ngày càng không xong. Lần này có hơn 10 vực chủ bỗng nhiên đến đây trợ giúp huyền minh vực. Đại quân nhân tộc bị bất ngờ không kịp đề phòng nên ăn không ít thua thiệt. Nếu không phải dương khai bỗng nhiên hiện thân ngăn cơn sóng dữ, huyền minh vực có thể giữ được hay không cũng khó nói. Một khi huyền minh vực mất đi, vậy mang ý nghĩa nhân tộc lại một lần nữa đại bại. Điều này đối với sĩ khí của đại quân nhân tộc chính là đã kích trí mạng. Mà đại quân bên huyện Minh Vực chủ yếu chính là lấy hơn 10 chi tàn quân của đại diễn quân, đại chiến quân, cửu tinh quân, tử quỳnh quân làm dàn khung. Và chi tàn quân này đã trải qua ba trận đại chiến bên ngoài đại cấm sơ thiên, bất hồi quan cùng không chi vực. Có thể nói đều là thân kinh bách chiến, dùng bọn hắn làm chủ thể, lại chiêu mộ võ giả từ các đại thế lực nhỏ, hợp thành Huyền Minh quân. Đây cũng là lý do tại sao Dương Khai gặp được đám người Ngọc Như Mộng ở chỗ này. Năm đó trong không chi vực, võ giả có xuất thân từ hư không địa cùng Lăng Tiêu cung, tiến đến tham chiến, đều được Tiêu Tiếu lão tổ tự mình cho tiến nhập vào Đại Diễn quân. Bọn hắn cũng có thể tính là tướng sĩ của Đại Diễn quân. Ngay sau những chuyện này, Du Khai âm thầm cảm thấy may mắn. Hắn kỳ thật có vài con đường khác nhau để quay trở về tinh giới. Bất quả hắn lựa chọn con đường ngắn nhất, mong muốn mau chóng chạy về tinh giới, mà huyền minh vực nằm trên con đường này. Giờ nghĩ lại có chút sợ, nếu không phải mình kịp thời đuổi tới, huyền minh vực bên này chắc chắn phiền phức to lớn. Năm xưa, may mắn được người thông báo từ sớm hư không vực bên này đã sớm làm chuẩn bị. Cho nên khi mệnh lệnh rút lui cùng di tản được truyền đạt xuống, các đại thế lực nhỏ tại hư không vực đều bình yên rút lui. Chỉ tiếc, những càng khôn thế giới kia vẫn còn rất nhiều sinh linh. Bì hí thở dài, mặt tộc xâm lấn, căn bản không có cách nào mang theo toàn bộ sinh linh trên vài chục tòa càng khôn thế giới kia. Bây giờ có lẽ sớm đã hóa thành mặt đồ rồi. Dương Khai nói. Vài chục tòa càng khôn kia đều bị ta luyện hóa rồi. Lão đại nhân, người không cần ấy nấy. Hư không vực xem như là địa bàn của hắn, Dương Khai Há sẽ bỏ kệ. Năm đó khi Dương Khai đến hư không vực, đã cố ý dò xét một chút tình huống tại hư không địa. Phát hiện toàn bộ hư không địa biến mất không thấy nữa. Trong lòng hắn biết, hẳn là bi hí đã dẫn người rút lui. Lúc đó mặt tộc còn chưa xâm lấn đến hư không vực, toàn bộ 10 càng khôn thế giới ở đó đều bị Dương Khai luyện hóa mang đi. Bị hí nghe thì giật mình, cũng không quá rõ việc luyện hóa mà Dương Khai nói rốt cuộc là có ý gì. Đang muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy sắc mặt của Dương Khai bỗng tái nhợt, phun ra một ngụm kim huyết. Ngay sau đó khi tức cấp tốc trở nên uể oải, ngửa đầu ngã ra sau. Bị hí kinh hãi, một tràng tiếng la thảng thốt từ bốn phương tam hướng truyền đến, Bất quá, Dương Khai rốt cuộc không ngã xuống. Sau lưng đã có một thân thể mềm mại ngăn đỡ cho hắn. Dương Khai khẽ mở mắt, thấy được một khuôn mặt đang lo lắng là của Ngọc Như Mộng. Từng bóng người cấp tốc đi qua bên đây, trong từng đôi mắt đẹp tràn đầy thần sắc lo lắng. Phụ quân à, người sao rồi? Ngọc Như Mộng run giọng hỏi. Vị mị ma ma thánh đâu còn giả bộ như vừa rồi được nữa. Có chăng chỉ là vô tận sợ hãi cùng bất an. Dương Khai vừa hái miệng, còn chưa kịp nói chuyện, lại phun ra một ngụm máu, đem quần áo ngọc như mộng nhuộn thành màu vàng. Lúc này mới thở hổn hển nói. Không, không có việc gì. Là chịu chút thương tổn mà thôi. Ngón tay nhẹ nhàng gọ gõ lên bon thuyền chiến hạm. Bị hí ngơ ngác một chút, vội vàng nói cái này rõ ràng không phải là vết thương nhỏ khí tức của người bất ổn lực lượng hỗn loạn là khi mấy vị bậc chủ kia phản kích nên đã thương người sao dương khai ráng chống đỡ tinh thần không sao không có gì đáng lo hắn càng nói như vậy các nữ tử kia càng lo lắng vừa rồi dương khai bày ra tư thế oai hùng chém chết ba vực chủ nhưng các nàng chỉ là quan sát từ đằng xa bây giờ nghĩ lại Dương Khai chỉ là một bác phẩm, mặc dù có thể liên tiếp chém giết ba vực chủ, tất nhiên cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Chỉ là trước đây hắn một mực, mực áp chế, không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Liệu thương đang? Ngọc như mộng hồ, một bên tôi nhăn luống cuốn tay chân, đem mấy viên linh đan tốt nhất nhét vào trong miệng của Dương Khai. Phiến khinh la thì vội vàng ngồi xổm trước mặt hắn, bắt lấy tay hắn, thôi động lực lượng điều tra thường thế chốc lát. Lông mày của Ala nhăn nhíu. Nàng không điều tra được vết tích thường thế trên người của Dương Khai. Ánh mắt khó hiểu nhìn qua Dương Khai. Phù quân, thường thế của ngươi. Dương Khai khẽ mỉm cười. Nhục thân không ngại, thường thế nằm tại thần hồn. Chúc Đình ngưng tiếng nói. Là xá hồn thứ. Dương Khai kinh ngạc cực kỳ. Các người như thế nào lại biết? Tuyết Nguyệt nói khẽ Là Âu Dương Đại Nhân nói cho chúng ta biết Hắn nói rất nhiều chuyện về ngươi Âu Dương Đại Nhân Âu Dương Liệt Tuyết Nguyệt gật đầu Dương Khai bừng tỉnh đại ngộ Huyện Minh Quân bên này đã có tàn quân của đại diễn quân Như vậy Âu Dương Liệt ở chỗ này cũng không có gì kỳ quái Âu Dương Liệt biết về sự tồn tại của xá hồn thứ Nằm đó ở ngoài đại diễn quan Dương Khai có tu vi thất phẩm nhờ vào sái hồn thứ ở trong không gian mặt xào, đánh chết cùng làm trọng thương nhiều vực chủ cùng bác phẩm mặc đồ. Âu Dương Liệt cũng tận mắt thấy. Như vậy xem ra, đem ngọc như mộng các nàng biên là một tiểu đội, hẳn là thủ bút của Âu Dương Liệt. Mắt thấy Dương Khai sắp tiếp tục mở miệng nói chuyện. Ngọc Như Mộng đưa tay ngăn tại miệng hắn. Chớ có nhiều lời, chữa thương quan trọng hơn. Dương Khai khẽ gật đầu, đổi sang một tư thế thoải mái khác nằm trong lòng ngực của Ngọc Như Mộng nhắm mắt. Bên người quần phương vần quanh, từng người đều lo lắng không thôi. Trên một mảnh vỡ càng khôn tại tiền tuyến, đại quân nhân tộc Đại Thắng quay về, riêng phần mình an trí. Tình tức Dương Khai bị trọng thương, nhanh chóng lan truyền. Âu Dương Liệt, ngụy Quân Dương, cầm đầu cùng không ít bác phẩm tới thăm. Bất quá đều bị bọn người Ngọc Như Mộng ngăn, nói phu quân bây giờ trọng thương tại thân, không có tiền gặp khách cần tập trung chữa thương đối với chuyện này bọn người âu dương liệt tự nhiên đều hiểu hỏi thăm một phen nguyên do thì biết được khi dương khai chém ba vật chủ đã bỏ ra cái giá không nhỏ đều là thuẫn thúc không thôi có bát phẩm xuất ra linh đan mà mình gìn giữ lâu năm giao cho ngọc dương mộng để nàng an tâm chiêu cố cho dương khai ngọc dương mộng cũng gửi lời cảm ơn rồi nhận lấy liền trảm ba vật chủ tiên thiên. Tiểu tử này trưởng thành quá nhanh. Ngụy quân dương quay đầu nhìn chiến hạm do phân thân bi hí biến thành, thần sắc khó hiểu. Năm đó tại mặt chi chiến trường, khi lần đầu tiên nghe nhắc tới tên của Dương Khai, lúc đó Dương Khai bất quá chỉ là lục phẩm, bây giờ vậy mà đã có tu vi ngang hàng với hắn rồi. Mà chiến lực của người ta càng là bưu hãn đến dị thường, kẻ bị hắn chém giết đều là vực chủ cấp tiên thiên, chứ không phải loại vực chủ bình thường của mặt tộc. Một tròi một, cho dù là loại bát phẩm đỉnh tiên như Ngụy Quân Dương cùng Âu Dương Liệt, cũng chưa hẳn có thể đắc thủ. Dương Khai lại làm được, đương nhiên, theo như tình hình trước mắt mà xem, hắn cũng phải trải ra một đại giới. Chúng ta đều đã già rồi sao? Quân đoàn trưởng Khổng Thừa Đức bật cười một tiếng, mấy bác phẩm bọn hắn năm đó đều là nhân kiệt, tu hành nhiều năm. Nhưng dùng tu vi bây giờ để so sánh cùng hậu bối dương khai này, cũng có chút tự ti mặc cảm. Trận chiến cuối cùng tại không chi vực, nguyên bản lão phu không qua tán đồng cách làm của các lão tổ. Một vị lão giả khác bỗng mở miệng, người này là quân đoàn trưởng Phí Vĩnh Trạch của đại quân Nguyên Tử Quỳnh Quân các lão tổ cử phẩm là cột sống của nhân tộc, là chiến lực mạnh mẽ nhất của nhân tộc. Muốn sinh ra mỗi một vị cử phẩm đều không dễ dàng. Qua nhiều năm như vậy, cử phẩm nhân tộc tổng cộng mới có bao nhiêu người chứ? Các lão tổ còn tồn tại, tương lai của nhân tộc liền có hy vọng. Nhưng mà một trận chiến tại không chi vực, các lão tổ là là nghĩ vô phản cố tất cả đều chiến tử. Lão Phu trước đó cảm thấy các lão tổ đã làm sai. Bọn hắn đem tương lai nhân tộc đặt ở trên thân một đám mau đầu tiểu tử, tử, không khỏi quá mức mạo hiểm. Nhưng hiện tại thì sao? Khổng thử đức quay đầu nhìn hắn. Phí Vĩnh Trạch yên lặng một lát rồi mở miệng nói. Có lẽ là ý nghĩ của lão phu quá bảo thủ. Tương lai... Nhìn nhìn lại đi chiến lược lần này Dung Khai thể hiện ra khi chém giết ba vực chủ tiên thiên, rõ ràng mang đến cho hắn xúc động rất lớn, nhưng cách làm của các lão tổ năm đó đến cùng có sai hay không, cần cần tương lai nghiệm chứng, đây không phải là điều mà một mình hắn có thể một lời kết luận. Chương 5521. Khi mấy người kia đang trao đổi, chỉ có Âu Dương Liệt nét mặt đầy nghi ngờ không ngừng quay đầu nhìn nói thầm trong lòng tiểu tử, tử kia là đang làm trò quỷ gì đây những người khác không rõ chiến lược của hắn như thế nào nhưng mà Âu Dương liền làm sao lại không rõ trong tất cả bác phẩm ở huyện Minh Vực hắn quen thuộc Dương Khai nhất dù sao năm xưa ở trong Đại Diễn Quân cộng sự qua rất nhiều năm mà việc hắn có thể từ mặt chi chiến trường giết trở lại không chi vực cũng là nhờ vào phúc của Dương Khai trong thời gian ngắn như vậy liên trảm ba vực chủ cấp tiên thiên thiền, dương khai không có khả năng lông tóc không tổn hào hắn tất nhiên là thúc giục xá hồn thứ điểm này âu dương liệt không cần đi hỏi cũng có thể đoán ra thụ thương là điều không thể tránh nhưng nếu nói dương khai thụ thương đến loại trình độ kia âu dương liệt lại không quá tin tưởng năm đó ở bất hồi quan sự dụng mảnh của tiểu tử này hắn đã tận mắt chứng kiến mà bây giờ khi tức dương khai yếu ớt giống như ánh nến trong cuồng phong một bộ dáng vẽ lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử là thật hay giả lại quay đầu nhìn thoáng qua tinh quang trong mắt âu dương liệt lóe lên dường như đã suy nghĩ ra được chuyện gì khẽ cười một tiếng lấu cá cái gì ngụy quân dương quay đầu trông à không có gì âu dương liệt chậm rãi lắc đầu hắn mặc dù nhìn ra được chút đầu mối nhưng đó là việc nhà người ta sao có thể chọc vào nếu thật chọc vào không phải là không duyên không cớ làm khổ dương khai hay sao trong lòng quyết định tiểu tử này thụ thương là thật nhưng tuyệt không có khả năng bị thương nghiêm trọng như vậy thầy hắn không muốn nói thêm gì ngụy quân dương cũng không tiếp tục truy vấn ngọn nguồn mà mở miệng nói Trận chiến này, chư vị đều đã vất vả. Mọi người trở về chữa thương đi. Sớm ngày khôi phục chiến lực. Miễn cho mặt tộc bên kia sinh ra tâm tư không tốt. Mọi người đều gật đầu. Trận chiến này đại quân huyền minh vực tổn thất không nhỏ. Riêng Bát phẩm cũng vẫn lạc mất hai vị rồi. Tuy nói vực chủ mặt tộc cũng đã chết ba tên. Nhưng mà số lượng vực chủ vốn dễ nhiều hơn bác phẩm một chút. Âu Dương Liệt cùng Ngụy Quân Dương cũng có thương thế không nhẹ, sắc thực nên tranh thủ thời gian chữa thương. Đám người bên này còn chưa tản đi, một bóng người liền từ trên trời hạ xuống, rơi vào phụ cận ôm quyền nói. Báo cáo chưa về đại nhân, viện quân Thánh Linh đã đến rồi. Âu Dương Liệt nhìn không được mắng, <laughs> tới thật đúng lúc. Bên này đều đã đánh xong rồi, thì một chi viện quân Thánh Linh này mới tìm đến, làm được cái gì? thu thập chiến trường hay sao? Nếu tôi sớm trước đó nửa ngày mà nói, huyện Minh Quân làm sao phải chịu tổn thất lớn như này? Cũng không trách, trong lòng Âu Dương Liệt có oán khí. Mấy vị bác phẩm khác trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, cũng có một ít. Trước chiến sự cháy bỏng, huyện Minh Quân cơ hội bị đánh đến chiến tuyến sắp sụp đổ. Lúc đó rất cần có sự trợ giúp của các thánh linh này, nhưng mà lại không thấy tâm hơi. Bây giờ Dương Khai tới ngăn cơn sóng dữ đánh lui đại quân mặt tộc, bọn hắn mới khoan thai đi tới. Trong lòng tuy có chút bất mãn, nhưng đám người cũng biết đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Các thánh linh tổng cộng chỉ có nhiêu đó mà thôi. Bây giờ chiến tuyến của nhân tộc ở các nơi đều đang rất căng thẳng, các thánh linh phụ trách trợ giúp cũng gánh chịu áp lực rất lớn. Nếu không có các thánh linh này trợ giúp các nơi, mười mấy chiến tuyến của nhân tộc tối thiểu nhất cũng sẽ sụp đổ mất hai ba nơi. Bây giờ nhân tộc có thể giữ vững 10 đại vực không bị mặt tộc đột phá. Các thánh linh cũng đóng góp công lao rất lớn. Ngụy Quân Dương thở dài một tiếng. Bọn hắn cũng không dễ dàng. Âu Dương bớt tranh cãi đi. Lão tử biết. Âu Dương liệt rầu rĩ. Thế đạo bây giờ đâu còn ai có thể sống dễ dàng. Đều là người đáng thương đang cầu sinh trong tuyệt cảnh. Hắn cũng chỉ thuận miệng phàn nàn một câu mà thôi. Bình thường mà nói, một chi đội ngũ thánh linh này tới mặc dù có chút muộn, thế nhưng cũng không tính là quá muộn. Nếu không có Dương Khai bất ngờ xuất hiện, trận tuyến bây giờ của huyện Minh Quân có lẽ đã tan tác. Vào thời khắc bấp bênh, các thánh linh đến tuyệt đối có thể giúp huyện Minh Quân một chút sức. Nếu những thánh linh kia đủ cường đại mà nói, có lẽ có thể làm cho huyện Minh Quân chuyển bại thành thắng. Mời bọn họ tới đây. Ngụy Quân Dương phần phó. Người đến báo tin tức vội vàng lui ra. Dưới sự dẫn đầu của người kia, một đội ngũ ước chừng 50 người ngạo nghễ mà đến. 50 người kia đều là thánh linh biến thành. Một thân khí thế không chút nào thu liễm, uy áp thánh linh tràn ngập tứ phương, khiến cho các tướng sĩ đều tránh lui. Âu Dương Liệt nhíu mày, cùng Ngụy Quân Dương liếc nhau, tất cả thầm nghĩ, quả nhiên là thế. trước đó khi ngụy quân dương nói tổng phủ ti bên kia sẽ điều một chi viện quân thánh linh tới âu dương liệt còn hỏi hắn chi viện quân thánh linh này có phải là nhóm từ trong thái khư cảnh đi ra hay không bất quá ngụy quân dương cũng không rõ lắm việc điều động của tổng phủ ti bên kia cũng không phải hắn có thể chi phối nhưng hôm nay xem ra những thánh linh này thật đúng là từ thái khư cảnh đi ra cũng phải khi thế của những thánh linh này tuy mạnh nhưng trên cơ bản trình độ đều chỉ tương đương với thất phẩm nhân tộc. Chỉ có mấy vị là có thể so với bác phẩm, mà cũng chỉ có nhóm thánh linh này mới không coi ai ra gì. Bây giờ thánh linh đứng bên phe nhân tộc có xuất xứ từ ba nơi. Bất hồi quan, thánh linh tổ địa và thái khư cảnh. Nếu đem ra so sánh mà nói, thực lực các thánh linh có xuất thân từ thái khư cảnh thường yếu hơn so với bất hồi quan cùng tổ địa một ít. Đây cũng không phải do bọn hắn yếu, chỉ bởi vì vừa mới từ trong thái hư cảnh đi ra không bao nhiêu năm, một thân thực lực đều chưa hoàn toàn khôi phục. Năm đó chút Cửu Âm cũng là vậy, tu vi của bản thân nàng có thể so với bát phẩm nhân tộc, nhưng khi bị Dung Khai mang ra khỏi thái hư, cũng chỉ là thất phẩm mà thôi, phải hào tốn không ít năm tháng mới có thể khôi phục lại thực lực bát phẩm. Pháp tắc trong thái hư cảnh hoàn toàn khác biệt so với ngoại giới các thánh linh cần có thời gian để từ từ thích ứng, lúc đó mới có thể khôi phục. Cho nên, vừa thấy được những thánh linh này, phần lớn đều chỉ có tu vi thất phẩm, bọn người Âu Dương Liệt đều có thể suy đoán ra lai lịch của bọn hắn. Đây chính là một nhóm từ trong thái hư cảnh đi ra kia, bất quá cũng không phải là toàn bộ. Bọn gia hỏa này cũng không thể hoàn toàn tin cậy. Năm đó khi bọn hắn mới từ thái hư cảnh đi ra, lúc đến được tinh giới đã gây ra không ít phiền toái. Cuối cùng, vẫn là do phụ quản bên Long tộc ra mặt uy hiếp bọn hắn một phen. Lúc này mới khiến cho bọn hắn thu liễm hơn rất nhiều. Mà liên quan tới nhóm thánh linh này, Bác Phẩm Khai Thiên còn biết một số truyền thuyết bí mật không có cách nào chứng thực. Bọn hắn tự hồ rất sợ chết, cho nên đối với chiến tranh giữa hai tộc nhân mặt, có vẻ không muốn tham dự quá nhiều. Bây giờ bởi vì một số nguyên nhân nên mới để cho tổng phủ ti bên kia điều động, rất có khả năng sẽ gây ra chuyện làm hỏng chiến cơ. Nếu không phải do bất đắc dĩ, tổng phủ ti bên kia cũng sẽ không tùy tiện điều động bọn hắn. Tổng phủ ti bên kia cũng từng nghĩ tới, muốn chia tách 100 vị thánh linh từ thái hư cảnh đi ra này, phân phối đến một số tiểu đội thánh linh khác. Đáng tiếc, cuối cùng cũng không thể nào tại nguyện, bởi vì những thánh linh đến từ thái hư cảnh này vô cùng đoàn kết. Nếu Tổng Phủ Ti Tì cố tình cưỡng ép mà nói, sẽ chỉ khiến cho tình hình càng trở nên tệ hơn. Bây giờ vị Thánh Long Phục quản đã bế quan chữa thương không ra, thật đúng là không có vị Thánh Linh nào có thể đứng ra ép bọn hắn một đầu. Huống chi, bọn hắn trên danh nghĩa đều thuộc về phe dung Khai, cho dù là Hàng Sơn cùng Mễ Kinh Luân cũng khó làm gì quá phận. Trong một đội 50 Thánh Linh còn có một vị nhân tộc tu vi thất phẩm chính là người đi theo để áp trận. Bởi vì trong quá khứ từng phát sinh qua một chút chuyện không vui, cho nên mỗi khi những thánh linh đến từ thái hư cảnh này xuất động, đều sẽ có một vị nhân tộc đi theo. Trên danh nghĩa là dẫn dắt lộ tuyến. Dù sao những thánh linh đến từ thái hư cảnh này cũng không quen thuộc tình hình ở ba ngàn thế giới, mà trên thực tế cũng là một loại giám thị. Điểm này trong lòng đôi bên đều tự hiểu rõ. Nhân tộc có tu vi thất phẩm kia cũng không biết có xuất thân từ đồng thiên phúc địa nhà ai khi vừa đến nơi đây liền quan sát xung quanh sắc mặt âm lãnh sắp chảy ra nước đợi cho đến khi đứng trước mặt đám người ngụy quân dương thì không mình hành lễ tổng phủ tỳ vùi chấn gặp qua chưa về đại nhân ngụy quân dương mỉm cười đưa tay đem hắn đỡ lên là nhìn qua mấy vị bát phẩm thánh linh đang dẫn đầu khẽ gật đầu nói chư vị, một đường vất vả. Một trong những vị dẫn đầu nhóm thánh linh hóa thành nam tử trung niên cười cười nói Không có gì vất vả. Ngược lại là các người bên này nhanh như vậy đã đánh xong rồi sao? Không phải nói chiến sự rất là khốc liệt ư? Ừ. quân dương đáp Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Trận tiến công của mặt độc đã bị đánh lui. Hắn cũng không có ý muốn nói rõ. Các thánh linh kia đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục hỏi nhiều chỉ là ồ lên một tiếng quay đầu nhìn về vui chấn. Bên này đã vô sự rồi, chúng ta có phải cũng nên quay về. Vui chấn mặt lạnh không lên tiếng. Đám người thấy vậy đều biết giữa vui chấn và những thánh linh này hẳn đã xảy ra chút chuyện không vui. Bất quá cụ thể là chuyện gì, ngoại nhân như bọn hắn cũng không thể biết. Nhưng những thánh linh đến từ thái khư cảnh quả thật có chút khiến cho người khác khó ưa thích, không giống những thánh linh đến từ tổ địa cùng bất hồi quan. Vua chấn đi theo sau áp trận Nếu có thể cùng bọn hắn ở chung vui sướng Mới là chuyện lạ Nói không chừng ở trên nửa đường còn bị xa lánh Một chuyến tay không May mà chúng ta còn gắng sức Đuổi theo mà đến Trong đội ngũ Một nam tử trẻ tuổi có chút bất mãn mà nói Nơi này mặt tộc quá yếu Không kham nổi một kích Dù sao cũng nên đánh trả thêm một chút Thời gian mới đúng Họa đấu à, ít khoác lát đi, nếu thật để ngươi đi tranh đấu cùng với mặt tộc. Sợ rằng ngươi đã bị dọa đến tè cả trong quần. Ở đây có người nào không biết, ngươi sợ chết nhất. Một trận tiếng cười truyền ra. Thánh linh bị gọi là họa đấu, lập tức bất mãn. Nhà mô, ngươi thì tốt hơn sao? Lần trước ngươi bị một vật chủ mặt tộc giết đến, kêu cha gọi mẹ. Lần tiếng cầu xin tha thứ mà. Nhà mô lập tức đỏ mặt. Đây chính là vật chủ mặt tộc so với bác phẩm nhân tộc còn cường đại hơn. Ta hiện tại còn chưa khôi phục toàn bộ thực lực. Nếu đã khôi phục, vực chủ kia thì có là cái thái gì? Một đám thánh linh ồn ào. Bọn người ngụy quân dương cũng nhíu mày không thôi. Bọn hắn ở trong bất hồi quan cũng coi là đã cùng các thánh linh kề vai chiến đấu qua. Tuy các thánh linh trong bất hồi quan từng tên đều mắt cao hơn đầu, không quá để mắt những nhân tộc như bọn hắn. Nhưng khi chiến đấu, đó là tuyệt đối, là chiến hữu để cho người ta có thể an tâm cho dù là Long Phượng cũng thế. Nhưng bày thánh linh trước mặt này là thứ đồ gì? Nơi này là chiến trường, là trận địa tiền tuyến. Một trận chiến trước đó không biết đã có bao nhiêu tướng sĩ nhân tộc phải chiến tử, còn có không biết bao nhiêu là người thụ thương, lại có thể trở thành nơi để bọn hắn so sánh thực lực của mình hay sao? Trong lòng tuy có bất mãn nhưng dù sao đây cũng là viện quân, mấy người ngụy quân dương cũng không tiện nói nhiều. Vua Chấn dường như đã sớm quen điệu bộ của bọn hắn, chỉ nhìn qua bọn người ngụy quân dương rồi nói. Chư vị đại nhân, có cần chúng ta hiệp phòng huyền minh vực để tránh mặt tộc phản công hay không? Ngụy quân dương quay đầu hướng về nơi dương khai đang nghỉ ngơi, liếc mắt nhìn, chậm rãi lắc đầu. Không cần, lần này mặt tộc tổn thất không có nhỏ. Trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không tiếp tục tiến hành xâm chiếm. Coi như là đến xâm chiếm, có vị kia ở đây giữ vững huyện minh vực hẳn là không có vấn đề gì. Ngược lại là các chiến trường khác có lẽ cần viện quân đến trợ giúp. Vùi chấn có chút ngoài ý muốn. Lần này nhân tộc ta đại thắng sao? Đây chính là chuyện đã rất lâu chưa từng xảy ra. Trong chiến trường ở các nơi, nhân tộc ngẫu nhiên cũng sẽ có chiến thắng, nhưng đều không được tính là đại thắng. Dù sao muốn đánh lui mặt tộc, chính mình cũng phải trả ra đại giới không nhỏ. Kết thúc tập 1185 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.